Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Nay shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một số sản phẩm. Tại shop Lưu Quốc thì có rất là nhiều tủ bàn ghế có chất liệu là gỗ gõ, cẩm lai hoặc là trắc hương. Shop đều có nha quý cô chú. Dạ đầu tiên sản phẩm ngày hôm nay thì giới thiệu quý cô chú là một cái tủ tây. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay thì shop giới thiệu là một cái tủ rượu nha quý cô chú. Dạ ở đây thì nó có hơi chật chội chút xíu. Nếu quý cô chú không hiểu không rõ thì gọi điện Zalo màn hình mé tay phải để được shop đo lại cặn kẽ hơn. Dạ xin mời quý chú tham khảo. Sản phẩm hôm nay thì shop giới thiệu là một cái tủ tủ đi tây nha, tủ dán tây nha quý cô chú nha, tủ dạng như tủ rượu. Hoặc là quý cô chú có thể trang trí gốm vô cũng được. Cái này là dạng như quý cô chú có thể trang trí rượu hoặc là quý cô chú trang trí gốm rồi vô nha, cũng đẹp nha quý cô chú. Hoặc là sách, cái này thời Tây người ta để sách cũng được nha quý cô chú. Đó, để sách có thể để một hàng sách hoặc là quý cô chú trang trí gốm với rượu nha. Dạ đầu tiên là shop sẽ xin giới thiệu trên cao nhất nha. Shop mới giao lưu về cái này, chất liệu là gỗ giá trị nha quý cô chú ha. Cái kiến là kiến Pháp nha quý cô chú nha, kiến nhập từ Pháp nha, kiến xanh Pháp là zin nha. Kiến zin nha quý cô chú nha. Dạ ở đây ở trong nè, đây gỗ giá trị nha. Đó. Tiếp theo là shop sẽ giới thiệu cái bên trái thì bên cái này là cái này là hai khớp nha quý cô chú nha. Cái khớp nó là hai khớp nha. Tử đây là dưới đây là một cái bàn. Ở dưới là một cái bàn, ở trên là một cái khớp này mình tách rời ra được. Ở đây là máy bên phải. Lâu lâu thì shop mới có được một cái tủ là tủ rượu. À, dạ. Ở đây là cái khớp của nó nha quý cô chú ha. Cái này là màu theo thời gian á, cũng cái tủ này cũng được vài chục năm nha quý cô chú. Hai bên cái này cái khớp nha, mình được tháo rời ra. Cái này là mấy bên mé trong. Cái này chất liệu là gỗ giá trị hết nha quý cô chú nha. Cái này nó trong đây nó hơi tối nên quý công chú thông cảm nha. Còn không hiểu không rõ thì quý cô chú cứ gọi điện trực tiếp Zalo màn hình máy tay phải. Shop sẽ quay lại cho quý cô chú và chị em nha. Ở đây cái mé này thì nó có hai cái độ dốc xéo ở đây nha quý cô chú nha. Đây là tổng thể phía trước nha quý cô chú ha. Hai cái đường này thì nó hơi có độ xéo ở đây chút xíu nha quý cô chú nha. Hai bên có độ xéo giờ. Thì shop giao lưu làm sao thì shop báo như vậy. Tủ thì cũng còn chắc chắn ha. Dạ. Quý cô chú nhìn từ xa sẽ thấy hai cái độ xéo vô chút xíu nha. Cái này thì màu theo thời gian nên shop chưa có phá ra, chưa có xả ra. Nếu quý cô chú có nhu cầu thì shop sẽ xả ra và đánh vạc ni rồi lại cho quý cô chú nha. Tại cái màu mà theo thời gian. Còn đây là cái mặt bàn nha quý cô chú nha. Mặt bàn thì có ghép khung tranh. Đồ xưa thì người ta hay ghép khung tranh nha quý cô chú ha. Những người nghệ nhân xưa khung tranh mặt bàn.
Còn cái này thì quý cô chú có thể tháo rời đây nè, xếp thứ nhất lấy cho. Nó xếp nhất lên quý cô chú xem nha. Cái này mình tháo rời được nha quý cô chú ha. Nó còn là hai khớp. Gỗ giá tỵ xưa. Rồi. Giờ sau đây shop sẽ quay cái hông bên phải. Cái hông bên phải nha quý cô chú nha. Ở đây là cái mặt bàn, bàn cũng dày. Dưới đây chạy một cái đường chỉ xung quanh. Chạy một cái đường chỉ xung quanh ha. Shop giao lưu sao thì về báo lại cho quý cô chú xem. Ở đây phía dưới nha. Đi hai dìm, dìm trên, dìm dưới. Đây là tổng thể cái bên hông nha quý cô chú. Shop chỉ quay được một bên hông thôi, bên này bên phải. Còn bên trái thì bị tấn vô góc tường rồi nên quý nó sẽ giống nhau nha quý cô chú nha. Đây cái chân nè. Đây cái chân đây. Chân phía dưới nè. Đây là cái chân nha quý cô chú nha. Rồi gồm 4 chân. Thì shop sẽ quay quay cái mặt bên phải cho quý cô chú chị em xem. À, những cái đường dìm chạy chỉ nè. Được móc móc chỉ rất đẹp nha quý cô chú ha. Cái tủ này tuổi đời cũng sắp xỉ cũng 60-70 năm ăn lên nha quý cô chú, rất là lâu rồi. Cái đây thời Tây á. Cái form này form chuẩn Tây nha quý cô chú nha. Tiếp theo là cái mặt trước của có những cái song tiện phía trước. Cái này là dính liền luôn nha, nó nguyên một khối dính liền nha. Cái này mặt trước nó hơi chật hẹp nên quý cô chú thông cảm, tại vì nhà cũng chật chội, trong đây để trong đây cũng hơi chật chội xíu. Ở dưới thì nó có hai cánh cửa, hai cánh hai bên cũng có xanh luôn. Cái này thì shop thấy mất ổ khóa nha, không còn ổ khóa và hai cái tay, chỉ có thế hai cái tay này vô. Cái này là cánh bên trái ha, nó hơi nó bên trái bên phải giống nhau nha quý cô chú nha. Nhưng mà phía trước được chạy chỉ rất đẹp nè. Phía trước này ở dưới này cũng chạy chỉ xung quanh giống như nó chạy chỉ xung quanh ha. Kiến zin. Nè quý cô chú thấy coi tay khóa zin không? Là tay khóa zin nha, cái này là tay khóa zin của hồi xưa. Đó, cái này là chuẩn đồ Tây nha. Chỉ có lai hai cái tay nắm thôi, mà shop chưa có. Rồi tiếp theo. Phía trên cái hai cái cánh tủ ở dưới lớn là đây là hai học tủ. Phía trên hai cánh tủ là có hai học tủ nha quý cô chú nha. Đây, hai học tủ. Hai bên. Cái này là con sò xưa luôn nè quý cô chú nha. Con sò xưa, đó con sò nè. Bên trái bên phải giống nhau. Cái tủ này cũng lớn tuổi nha quý cô chú nha. Cũng 60-70 năm trở lên rồi. Đặc biệt của nó là đi móc mộng tam giác nha quý cô chú nha. Đây là mộng tam giác nha quý ha. Hồi xưa người ta không có xài đinh. Đây, cái mộng tam giác đây quay rõ nè. Quý cô chú thấy mộng tam giác không? Đóng những cái mộng tam giác này là tuổi đời là cũng rất lớn ha. Sử dụng mộng. Phía trước rất đẹp nha. Cái màu này quý cô chú nào chơi hoài cổ á. Quý cô chú nào mà thích hoài cổ á thì cứ để cái tủ như vậy mà mình về sử dụng thôi. Còn quý cô chú nào không, quý cô chú nào mà thích đánh vạt ni lại thì shop sẽ đánh vạt ni lại nha quý cô chú ha. Dạ. Ở phía trong thì bên trái thì cũng giống như bên phải đây thôi. Thì giống nhau ha. Sau đây shop xin nhắc lại tổng thể của cái tủ này. Cái khớp trên này, cái khớp này tháo rời được nha quý cô chú nha. Mình nhắc là tháo rời được nè.
thì có gồm là một cái học hay một cái cánh tủ phía trên nha. Còn phía dưới này, từ cái bàn này ở dưới đây thì gồm hai học kéo hai bên. Còn phía dưới là hai cánh tủ hai bên. Sắp quay tổng thể để cho quý cô chú xem nha. Sau đây thì shop sẽ xin đo tổng thể của cái tủ này. Nó có chiều ngang là 119 nha quý cô chú nha. 119 chiều ngang. À, phía trước nha. Nó có độ cao, shop sẽ đo từ đây lên luôn. Xích đo 2m20 nha quý chú ha. Độ cao từ dưới lên 2 khớp 2m20. Nó có chiều rộng vô là 60 nha. Nó có chiều rộng 60. Và phía trước là 119. 60, 119. Cao tới đỉnh này là 2m2. 2m20 nha quý cô chú. Cao cái đỉnh cao nhất của cái này là 2m20. Ở dưới đây thì có hai cái độ xéo xéo nha. Sếp sẽ quay thật là lẹ và rõ ràng để quý cô chú không mất thời gian. Dạ, quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì ráng giúp dùm shop một cái đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết đến. Shop Lê Quốc Đồ Xưa xin thành thật cảm ơn. Sau đây thì shop sẽ xin báo giá tổng thể của cái tủ buffet thời Tây nha quý chú. Cái này chuẩn Tây nha. Cái này không phải đồ lên đâu, cái này là nguyên chuẩn Tây nha. Chất liệu là gỗ giá trị. Và còn những cái cánh cửa với những cái tay nắm là còn zin nha quý chú nha. Những tay nắm với những cánh cửa màu xanh là zin. Sau đây shop xin báo giá tổng thể của cái tủ rất là đẹp nha. Này là nguyên chuẩn Tây nha. Cánh cửa với những cái tay nắm là còn zin nha quý cô chú nha. Tổng thể cái tủ Tây này với giá tiền là 18 triệu. 18 triệu cho cái tủ này nha quý cô chú nha. Quý cô chú nào cần vặt ni thì shop vặt ni lại. Còn nếu mà chơi hoài cổ thì quý cô chú cứ để như vậy mà chơi. Vậy mà trưng bày nha. Cái tủ này chức năng là trưng bày tủ rượu, tủ sách gì hoặc là gốm vẫn được nha quý cô chú nha. Dạ. Cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Quý cô chú anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì giúp cho shop một cái đăng ký và cái bấm chuông đỏ đỏ để được thông báo video sớm nhất. Dạ, shop Lê Quốc xin thành thật cảm ơn.